Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4, đặt ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, từ nhiều tháng nay, tỉnh Điện Biên phối hợp cùng các bộ ngành đã nỗ lực chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Trong suốt chặng đường gần 80 năm xây dựng và trưởng thành, những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ không ngừng viết nên kỳ tích của một quân đội anh hùng. Thưa quý vị, tình hình kinh tế xã hội tháng 4 tiếp tục chuyển biến tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước và tính chung 4 tháng đầu năm tốt hơn cùng kỳ năm ngoái. Đây là nhận định của các thành viên chính phủ tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra vào sáng ngày 4 tháng 5 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong tháng 4, kinh tế tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực ở cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Trong đó, sản xuất công nghiệp tăng 0,8% so với tháng 3 và tăng 6,3% so với cùng kỳ. Nông nghiệp được mùa, được giá, xuất khẩu nông sản đạt gần 20 tỷ đô la Mỹ. Chỉ số nhà quản trị mua hàng đạt hơn 50 điểm, lượng đơn hàng mới tăng mạnh. Tính chung 4 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 15%, trong đó xuất siêu 8,4 tỷ đô la Mỹ. Thu ngân sách nhà nước bằng 43% dự toán năm, tăng hơn 10%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 17,5% kế hoạch, cao hơn gần 2% so với cùng kỳ. Thu hút FDI đạt gần 9,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,5%, trong đó vốn FDI thực hiện đạt 6,28 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,4%, cao nhất trong những năm qua. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng kinh tế Việt Nam. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và thách thức như sản xuất kinh doanh và đầu tư của khu vực tư nhân trong một số lĩnh vực còn khó khăn. Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường còn cao, nợ xấu có xu hướng tăng, tình hình dịch bệnh, nắng nóng, khô hạn, sạt lở diễn biến phức tạp. Sau khi phân tích một số nguyên nhân, Thủ tướng đã nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm. Cái thứ nhất là phải tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ, rồi trong cái hệ thống chính trị của chúng ta, rồi đoàn kết thống nhất trong nhân dân, đoàn kết thống nhất trong nước và ngoài nước, đoàn kết thống nhất trong đảng, để chúng ta lãnh đạo, chỉ đạo cái nhiệm vụ chính trị ở các cấp, các ngành. Bài học thứ hai là nắm chắc cái tình hình trong nước và quốc tế, nhất là những vấn đề phát sinh, những vấn đề nổi lên, những vấn đề chúng ta chưa kịp dự báo, chưa dự báo hết, để phản ứng cái chính sách kịp thời, hiệu quả. Cái thứ ba là đẩy mạnh cái phân cấp, phân quyền hơn nữa, để cải cách cái thủ tục hành chính hơn nữa. Thứ tư là đẩy mạnh hơn nữa ba cái đột phá chiến lược, nhất là cái đột phá về xây dựng cái thể chế này, và góp phần vừa phải tháo gỡ cái khó khăn vướng mắc, vừa phải thúc đẩy cái phát triển, vừa phải làm mới lại các cái động lực tăng trưởng truyền thống, nhưng mà vừa bổ sung lại các cái động lực tăng trưởng mới, như là kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế trí thức, kinh tế chia sẻ. Cái bài học thứ năm là lãnh đạo chỉ đạo, điều hành là phải có tập trung, có trọng tâm, có trọng điểm. Là vì công việc thì nhiều, thời gian thì ít, nguồn lực thì có hạn, yêu cầu thì cao. Và phải làm việc nào là dứt việc đó. Tinh thần là không có dàn trải, không có dây dưa và không có kéo dài. Thời gian tới, Thủ tướng lưu ý một số quan điểm định hướng chỉ đạo, điều hành như tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Trong mọi trường hợp, phải bảo đảm ổn định chính trị, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Cùng với các nhiệm vụ cụ thể giao cho các bộ ngành địa phương, Thủ tướng nhấn mạnh 15 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khoá, mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, cung ứng đủ vốn tín dụng cho nền kinh tế, tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống ngân hàng. Trong tháng 5, trình cấp có thẩm quyền về chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả các thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản, vàng, tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, công trình trọng điểm. Về xuất khẩu, củng cố các thị trường truyền thống, mở rộng các thị trường mới, đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics, tái cơ cấu lại các phương tiện vận tải. Thủ tướng đề nghị phát triển mạnh công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, dịch vụ, các ngành mới nổi như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao,
bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, đặc biệt là cơ chế xin cho, tăng cường chuyển đổi số để tạo môi trường công khai, lành mạnh, minh bạch, tránh gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp. Sáng ngày 4 tháng 5, tại phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống tác hại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng do Ủy ban Xã hội phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc tổ chức giải trình có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa ra các giải pháp phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần nhận diện đúng và đánh giá đầy đủ tác hại của sản phẩm này, cũng như thực trạng tình hình nhập lậu thuốc lá, buôn bán, vận chuyển, quảng cáo, cũng như làm rõ thêm thực trạng về thủ đoạn và mức độ phức tạp của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng liên quan đến ma túy, như pha trộn, phun tẩm ma túy và thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, từ đó đưa ra những kiến nghị phù hợp về hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, các giải pháp thực hiện phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Cũng trong sáng ngày 4 tháng 5 đến thăm tặng quà động viên cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến mức 2, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo sức khỏe cho bộ đội cùng các lực lượng phục vụ diễu binh, diễu hành dịp đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và lực lượng khối sĩ quan hải quân. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần, nỗ lực khắc phục khó khăn của các lực lượng. Vượt qua những khó khăn về thời tiết, cơ sở vật chất, các đơn vị đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Thưa quý vị, công nghiệp bán dẫn được coi là hạt nhân của ngành công nghiệp điện tử. Để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo 50.000 đến 100.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030. Hợp tác quốc tế sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo, qua đó hiện thực hóa được mục tiêu này. Điều này đã được khẳng định tại Hội thảo về nguồn nhân lực bán dẫn Việt Nam diễn ra tại Hà Nội vào ngày 4 tháng 5 với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Tại hội thảo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước thời cơ to lớn để trở thành một điểm đến chiến lược trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Nhân lực chính là yếu tố quyết định thành công trong cuộc chạy đua bán dẫn. Đào tạo cũng phải dựa trên dự báo, dựa trên thị trường, tín hiệu thị trường để thực sự đáp ứng nhu cầu của thị trường. Muốn đào tạo hàng chục ngàn lao động chất lượng cao trong ngành công nghiệp bán dẫn, trước tiên phải ưu tiên đào tạo đội ngũ giáo viên. Điều này có thể tạo ra việc cung cấp các khóa học đào tạo và chương trình huấn luyện chuyên sâu. Tại sự kiện, Liên minh Đào tạo Nhân lực và Nghiên cứu Bán dẫn PASA được thành lập bởi Trường Đại học Phenica và thành phố Đà Nẵng theo hình thức đối tác công tư đã được ra mắt. Sẽ đào tạo các nhân lực mới vào để đáp ứng được cái yêu cầu về mặt kỹ thuật, để giảm hiệu ứng xấu của việc các tập đoàn bên ngoài vào là chỉ tuyển những nhân lực có kinh nghiệm. Ngoài thị trường Việt Nam ra thì chúng tôi cũng hướng tới các thị trường của nước ngoài. Đấy, như thị trường của Chipfor là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và kể cả Mỹ nữa. Nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Phenica và các trường đại học của Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc cùng các doanh nghiệp cũng được trao trong khuôn khổ hội thảo nhằm mở rộng hoạt động đào tạo và chuẩn bị đầu ra cho nguồn nhân lực của Việt Nam. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón sinh viên từ Việt Nam tới học cao học tại trường chúng tôi để hiểu sâu hơn về lĩnh vực bán dẫn. Sau đó họ có thể làm việc ở Đài Loan, bởi chính phủ có chính sách hỗ trợ cho phép sinh viên nước ngoài tốt nghiệp từ trường chúng tôi có thể làm việc ở Đài Loan trong 3 năm. Bên cạnh đó, các đối tác cũng hỗ trợ cung cấp trang thiết bị để nâng cao hiệu quả đào tạo sát với thực tiễn. Chúng tôi có thể cung cấp công nghệ, kỹ năng kỹ thuật, bởi vì chúng tôi là một công ty toàn cầu có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế bán dẫn. Hợp tác này là cách để chúng tôi làm việc với trường đại học về các chương trình cụ thể, đưa công nghệ vào trường đại học và đào tạo kỹ sư để tạo ra một số sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định cho thị trường toàn cầu. Tại trung tâm đào tạo này, thì sinh viên có cơ hội được tiếp cận với những trang thiết bị hiện đại nhất Đông Nam Á, có khả năng mô phỏng chip với độ chính xác lên đến 95%. Và server này là server duy nhất tại Đông Nam Á. Và quá trình mô phỏng chip thông thường mất đến vài tháng, nhưng việc sử dụng những server như thế này thì chỉ mất vài tiếng.
Qua các hợp tác này, Trung tâm Fenica đào tạo thiết kế vi mạch bán dẫn, cam kết đào tạo 8.000 kỹ sư thiết kế chip và 12.000 kỹ sư kỹ thuật viên bậc cao vào năm 2030, giúp đáp ứng khoảng 40% nhu cầu nhân sự dự kiến của ngành. Thưa quý vị, hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới ngày lễ trọng đại này. Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhân dịp này, thành phố cũng tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên. Tối ngày 3 tháng 5, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khai mạc tuần phim kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, giúp khán giả một lần nữa nhìn lại giá trị lịch sử, tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ. Tuần phim phục vụ khán giả từ nay đến ngày 6 tháng 5. Bức tranh không gian góc rộng về chiến thắng Điện Biên Phủ bằng công nghệ 3D mapping được trình chiếu tới ngày 3 tháng 5 tại Tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc Quyết sinh. Đây là nơi ghi công và tưởng niệm quân dân Hà Nội đã chiến đấu hy sinh trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Khởi đầu cuộc kháng chiến, 9 năm là một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Bức tranh có diện tích hơn 3.000 m², chương trình kéo dài đến hết ngày 5 tháng 5. Chiều ngày 4 tháng 5, triển lãm họa sĩ Lê Huy Toàn, Ký ức Điện Biên khai mạc tại Hà Nội, trưng bày 70 tác phẩm trong quá trình họa sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Người xem được chiêm ngưỡng một phần kho tàng ký họa của ông về chiến trường đầy cam go khốc liệt năm xưa. Sáng cùng ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm và cuốn sách ảnh Điện Biên Phủ xưa và nay ra mắt tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện do Hội Nhiếp ảnh Thành phố và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tổ chức. 100 bức ảnh được tuyển chọn từ bộ sách cùng tên, xuất bản sau chuyến sáng tác 10 ngày tại Điện Biên Phủ. 18 khẩu pháo lễ 105mm M101 có mặt ở Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã sẵn sàng khai hỏa cho lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên vào sáng ngày 7 tháng 5 tới. Từ nhiều tháng nay, tỉnh Điện Biên phối hợp cùng các bộ ngành đã nỗ lực chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Chúng ta hãy cùng đến với không khí chuẩn bị tại Điện Biên vào lúc này. Sân vận động thành phố Điện Biên Phủ những ngày này luôn khẩn trương không khí luyện tập của các đội hình diễu binh diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị và tập luyện đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội lớn của Điện Biên và cả nước. Những ngày qua chúng tôi tập luyện dưới cái nắng 37-38 độ thì chúng tôi đã đều vượt qua để hoàn thành được những cái bước tập luyện khó khăn nhất. Đến giờ phút này là chúng tôi sẵn sàng, là khi nào nhận lệnh chuẩn bị diễu hành là chúng tôi đã đầy đủ tất cả các cái nội dung theo kế hoạch của tỉnh đề ra. Trong lúc đó, 11 chiếc trực thăng của quân chủng phòng không không quân đang diễn tập sẵn sàng tham gia màn diễu hành đường không. Các tổ bay cũng giống như tôi là mang trên mình một cái trách nhiệm cũng như là cái vinh dự và tự hào khi được bay trên quảng trường để chuẩn bị cho lễ chào mừng 70 năm kỷ niệm Điện Biên Phủ. Hơn 12.000 người với nhiều lực lượng khác nhau như bộ đội, công an, quần chúng nhân dân được huy động tham gia buổi lễ, luyện tập ngày đêm với tinh thần trách nhiệm cao. Lễ tổng duyệt sẽ diễn ra vào sáng mai, 2 ngày trước khi sự kiện chính thức bắt đầu. Tỉnh Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động lực lượng tổ chức luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt để đảm bảo cho lễ kỷ niệm và diễu binh diễu hành thành công. Cách thành phố Điện Biên Phủ hơn 140 cây số, tại huyện Nậm Pồ, 100 cô gái Thái tham gia màn biểu diễn dân vũ trên nền nhạc những ca khúc gắn với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Không khí chuẩn bị cho sự kiện lịch sử tưng bừng trên cả vùng núi cao xa xôi này. Bài đồng diễn này là gồm có 3 ca khúc. Bài đầu tiên là Qua miền Tây Bắc, bài thứ hai là Giải phóng Điện Biên và bài thứ ba là bài In lá ơi, dân ca Thái. Là một con người Điện Biên thì chúng tôi cảm thấy biết ơn và tự hào với những sự hy sinh để có hòa bình như ngày hôm nay và cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé để cùng với cả nước hướng về Điện Biên Phủ. Những ngày này, không chỉ bà con Điện Biên
mà cả nước đều hướng về Điện Biên Phủ với niềm tự hào, trân trọng những đóng góp, hy sinh vì độc lập dân tộc của cha anh. Thưa quý vị, năm nay sẽ đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Những chiến sĩ với danh xưng cao quý bộ đội Cụ Hồ ấy đã phát triển và trưởng thành, viết nên kỳ tích của quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Dưới tán rừng này, một chiều đông cách đây 80 năm, chỉ với 34 người lính đầu tiên, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trận đầu, mặc dù đội quân mới thành lập, còn non yếu nhưng phải chiến thắng. Khi mà quyết định thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, thì Cụ Hồ muốn gửi một thông điệp là rèn luyện cho quân đội có một cái phẩm chất ý chí cách mạng gắn với dân. Vì nhân dân mà từ nhân dân mà ra, nhưng phải vì nhân dân phục vụ, gắn với lợi ích của nhân dân. Và đồng thời trong cái chỉ thị đấy, Cụ cũng nói là nhất thiết trong vòng một tháng phải có hoạt động. Chỉ 3 ngày sau khi được thành lập, thắng lợi của trận phe khắc đêm 25 tháng 12 năm 1944 đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần của bộ đội tự vệ, du kích và đồng bào cả nước, là điểm khởi đầu cho truyền thống đã ra quân là đánh thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cũng chỉ 10 năm sau đó, lần đầu tiên đội quân của quốc gia nhỏ bé đã đánh thắng trận chiến Điện Biên Phủ. Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ là nơi mà Quân ủy Trung ương đã chấp hành chủ trương của Đảng trong việc chọn Điện Biên Phủ là nơi diễn ra trận quyết chiến chiến lược. Việc chọn Điện Biên Phủ cũng là thể hiện tầm nhìn, sự nhạy bén của Đảng trong điều hành chiến tranh. Và mặt trận Điện Biên Phủ cũng là nơi thể hiện bản lĩnh của Đảng trước thử thách của lịch sử. Chiến thắng ngày 17 tháng 5 đánh giá một cái bước trưởng thành về trình độ tác chiến của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nói một đội quân mà đi từ chân đất, từ súng kíp và đã tiến lên cách đánh hiệp đồng binh chủng trên quy mô lớn, đồng thời đánh dấu một bước phát triển về cái nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Từ chân đất mũ nan, vũ khí thô sơ, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã vượt qua hơn 3 thập kỷ của gian khổ, hy sinh, chiến thắng những đội quân hùng mạnh nhất thế giới, xoay chuyển lịch sử dân tộc. Những kỳ tích ấy xuất phát từ tầm nhìn chiến lược xuyên suốt của Đảng ta, và đặc biệt bởi đây là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Trước tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến khó lường, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, Trung ương đã chỉ rõ các nhiệm vụ quốc phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Toàn quân tin tưởng vững chắc vào đường lối cách mạng, đường lối xây dựng và phát triển đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và sức mạnh của dân tộc Việt Nam, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, luôn có tinh thần, ý chí quyết tâm cao, có niềm tin vào nhân dân, bản lĩnh trí tuệ Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín chưa từng có như ngày nay, có phần đóng góp to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam bách chiến, bách thắng. Và khi Đảng đang dẫn dắt dân tộc hướng tới tương lai, đội quân ấy tiếp tục là lực lượng nòng cốt thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, hiện thực hóa quan điểm cốt lõi trong tư tưởng quân sự quốc phòng của Đảng ta, mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lấy bảo vệ môi trường hòa bình là mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng sức mạnh tổng hợp quân sự quốc phòng. Đáng chú ý trong phần tiếp theo. Những thành tựu nổi bật trong đảm bảo quyền con người mà Việt Nam đã đạt được trong chu kỳ 3 cơ chế UPR góp phần nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam. Những con người tâm huyết trăn trở tìm cách đem những giá trị mới bổ sung cho những giá trị truyền thống, tìm lại chỗ đứng cho sản phẩm gốm Phủ Lãng trong đời sống. Thưa quý vị, liên quan đến kết quả điều tra mở rộng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 30 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Mai Tiến Dũng
nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 1 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các lực lượng có liên quan thực hiện các thủ tục tố tụng đối với ông Mai Tiến Dũng theo quy định của pháp luật. Đến nay, bị can Mai Tiến Dũng và các bị can khác trong vụ án có thái độ thành khẩn, hợp tác khai báo, làm rõ bản chất của vụ án, chủ động khắc phục hậu quả. Đối với kết quả điều tra vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, đến nay đã khởi tố bắt tạm giam đối với 8 bị can. Mới nhất ngày 30 tháng 4 đã khởi tố bắt tạm giam Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đến nay các bị can có thái độ thành khẩn, hợp tác khai báo, làm rõ bản chất của vụ án, chủ động phối hợp khắc phục hậu quả. Tài liệu điều tra cho thấy trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2023, Tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc cùng liên danh tham gia và trúng 38 gói thầu tại 16 tỉnh thành với tổng giá trị hơn 23.000 tỷ đồng. Trong đó năm 2022-2023 đã phát triển nóng, trúng thầu nhiều dự án gói thầu với giá trị trên 18.000 tỷ đồng. Trong đó có một gói thầu liên quan nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Lạng Sơn do liên danh Tập đoàn Thuận An trúng thầu với giá trị hơn 878 tỷ đồng. Cũng trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra vào chiều ngày 4 tháng 5, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực về những vụ án gần đây được dư luận xã hội hết sức quan tâm. Thông tin thêm với các phóng viên là khi mà lãnh đạo Ban chuyên án ấy, báo cáo đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vụ án do Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương chỉ đạo, thì đồng chí Tổng Bí thư đã có lời khen ngợi với lực lượng công an là đã quyết tâm quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực và yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm quyết liệt hơn nữa theo tinh thần là thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đã trở thành một vấn đề toàn cầu có mối liên hệ mật thiết với chính sách phát triển của mỗi quốc gia. Trong những năm qua, Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm quyền con người đã góp phần nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam. Việt Nam đã trình báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 4 lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào đầu năm nay và sẽ tiến hành phiên đối thoại vào đầu tháng năm nay. Hãy cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong chu kỳ vừa qua. Cơ chế UPR là một trong những cơ chế quan trọng nhất của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Với nhiệm vụ rà soát tình hình nhân quyền tại tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc, qua đó thúc đẩy các nước thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, cam kết về quyền con người. Trên tinh thần đó, xuyên suốt 18 năm kể từ khi cơ chế UPR được thành lập vào năm 2006, Việt Nam luôn nghiêm túc tham gia vào cả 3 chu kỳ UPR và thực hiện đầy đủ các khuyến nghị mà Việt Nam chấp thuận. Riêng trong cái chu kỳ 3 vừa rồi, thực hiện các khuyến nghị chúng ta đã sửa đổi bổ sung, thông qua mới khoảng độ hơn 40 các cái văn bản pháp luật. Chỉ trong vòng 4-5 năm trở lại đây, GDP đầu người của chúng ta đã tăng 25%. Tỷ lệ bao phủ về bảo hiểm y tế, rồi hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng cũng được phát triển rất là mạnh mẽ. Việt Nam đã nghiêm túc chấp thuận 241 trên 291 khuyến nghị tại phiên rà soát UPR chu kỳ 3 và đã thực hiện được hơn 86% số khuyến nghị này. Với chu kỳ 4, Việt Nam đã nộp báo cáo quốc gia lên Hội đồng Nhân quyền vào tháng 2 vừa qua và Hội đồng Nhân quyền sẽ thông qua kết quả rà soát với Việt Nam trong thời gian tới. Trong UPR chu kỳ 3, Việt Nam đã chấp nhận hoàn toàn 220 trong số 291 khuyến nghị, tăng 13% so với chu kỳ 2. Đây là một xu hướng tích cực, hy vọng sẽ tiếp tục ở chu kỳ 4. Tôi mong muốn Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò lãnh đạo của mình trong bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền trong nước và thế giới. Việt Nam cũng lần thứ 2 trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2023-2025. Điều này đã thể hiện rõ những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam để thúc đẩy và bảo vệ quyền con người đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao.
Hội nhập về nhân quyền cũng là một trong những cái nội dung hội nhập rất là quan trọng. Việc tham gia này nó là thể hiện cái sự chủ động hơn của Việt Nam đối với vấn đề nhân quyền. Và điều này có nghĩa rằng là Việt Nam không chỉ có trách nhiệm thúc đẩy hỗ trợ bảo vệ quyền con người ở khuôn khổ quốc gia mà còn tham gia vào quá trình thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, giải quyết những cái thách thức về vấn đề quyền con người ở cấp độ quốc tế. Tham gia cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền vừa là nghĩa vụ của quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, đồng thời là cơ hội để giới thiệu với cộng đồng quốc tế về những chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Nghề gốm Phù Lãng, Bắc Ninh là một trong những nghề truyền thống lâu đời của miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, giống như nhiều nghề thủ công truyền thống khác, trong dòng chảy kinh tế hiện đại, gốm Phù Lãng đang dần đánh mất sức cạnh tranh trong thị trường. Có không ít những con người tâm huyết đã trăn trở tìm cách để đem lại những giá trị mới, bổ sung cho những giá trị truyền thống để tìm lại chỗ đứng cho sản phẩm gốm Phù Lãng trong đời sống. Dòng gốm Phù Lãng là dòng gốm sành, nó rất là thuần Việt, rất là mộc mạc, trầm ấm. Trước kia thì gốm Phù Lãng không được phổ biến rộng rãi, chủ yếu là tập trung vào các sản phẩm dân dụng nhiều. Tôi và một số nghệ sĩ trẻ khác cũng có cái tham vọng muốn đưa các cái diện mạo mới vào các cái sản phẩm gốm Phù Lãng. Nghệ nhân Đức Thịnh bén duyên với nghề gốm Phù Lãng từ hơn 20 năm trước. Vốn xuất thân từ hội họa, anh đã ứng dụng những sở trường của mình vào nghề gốm truyền thống để tạo nên một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Chất liệu gốm thì nó thích hợp với các cái tác phẩm mà có cái tính điêu khắc. Thì mình cũng tìm tòi để có ra một cái hướng đi riêng. Mình thích chinh phục những cái bức tranh lớn, vài mét vuông cho tới hàng trăm mét vuông. Những bức tranh gốm nổi nhiều màu sắc, có chiều sâu trong không gian. Đó là dòng sản phẩm mới mà nghệ nhân Đức Thịnh và gia đình đem tới cho nghề gốm Phù Lãng. Những tác phẩm này ứng dụng nhiều loại hình nghệ thuật và phải mất hơn 10 công đoạn mới hoàn thành. So với tất cả những loại tranh khác hay là phù điêu bằng xi măng hoặc chất liệu khác thì cái tranh gốm nó nổi bật lên là nó rất là thân thiện với môi trường. Thì đây có một số cái màu mà từ tự nhiên, lấy từ đất, từ cát, từ đá và bùn sông. Đấy, màu ấy cũng là màu truyền thống của Phù Lãng. Khi mà nung ra thì cái sắc màu nó sẽ trầm đi, tạo ra một cái cảm giác là nó mộc mạc ấy. Sau một thời gian phát triển, đến nay tranh gốm nổi Phù Lãng đã được đón nhận bởi khách hàng tại nhiều địa phương trên cả nước. Cái gốm này một là nó có hồn, nó có chiều sâu, tay nghề nghệ thuật người ta làm rất đẹp. Cùng một cái bức tranh như cái mà nhìn ông bố nó khác ông con lại khác ông cháu. Cái gốm của mình muốn lưu giữ lại các cái văn hóa của đồng bằng Bắc Bộ, phong cảnh của làng quê Việt Nam, cây đa, giếng nước sân đình, rồi những cảnh sinh hoạt, rồi cày cấy của cha ông mình ngày xưa. Tôi nghĩ nếu không có những sự đổi mới phát triển thì những nghề thủ công truyền thống như gốm Phù Lãng sẽ rất dễ bị mai một trên thị trường. Nhưng nếu chúng ta sáng tạo và liên tục làm mới nó để tăng giá trị cho nó thì nghề gốm của cha ông truyền lại sẽ tiếp tục sống mãi. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTV Go đang hiển thị trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.